sử dụng ChatGPT để làm việc, nhân viên Samsung làm lộ thông tin tối mật của công ty. Chỉ trong vòng 1 tháng đã ghi nhận tới 3 trường hợp thông tin của Samsung Semiconductor bị rò rỉ ra bên ngoài chỉ vì họ cho phép nhân viên sử dụng ChatGPT để làm việc. Trước đây, Samsung vốn có chính sách cho phép các kỹ sư trong bộ phận bán dẫn của mình sử dụng các công cụ AI tạo văn bản để giúp chỉnh sửa vấn đề về mã nguồn. Nhưng để làm vậy, các kỹ sư sẽ phải nhập vào rất nhiều những dữ liệu bí mật, ví dụ như là thông tin về bản thân, mã nguồn của chương trình mới mà họ đang làm, các ghi chú nội bộ trong các cuộc họp liên quan đến phần cứng mà họ đang phát triển. Kết quả, chỉ trong vòng 1 tháng qua, công ty đã ghi nhận có tới 3 trường hợp nhân viên làm rò rỉ thông tin nhạy cảm thông qua ChatGPT. Vì ChatGPT sẽ luôn lưu lại những thông tin mà người dùng nhập vào để liên tục nâng cấp bản thân, do đó rất nhiều những thông tin tuyệt mật về kinh doanh của Samsung hiện đang nằm trong tay của OpenAI, công ty đứng đằng sau dịch vụ chatbot GPT này. Hiện tại, Samsung Semiconductor đang gửi những cảnh báo tới các nhân viên của mình về nguy cơ tiềm tàng của việc rò rỉ thông tin tuyệt mật sau các sự cố trên. Công ty cho biết các dữ liệu này sẽ không thể thu hồi được khi nó lưu trữ trên trang chủ thuộc về OpenAI. Trong ngành công nghiệp sản xuất chip vốn ngày càng khốc liệt, bất cứ loại dữ liệu nào khi rò rỉ ra bên ngoài cũng trở thành thảm họa cho công ty đó. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên người ta quan ngại về việc ChatGPT sẽ lưu trữ lại cũng như là bán lại thông tin của người dùng, đặc biệt là những thông tin liên quan đến cá nhân, thông tin tuyệt mật của các tổ chức. Vậy bạn nghĩ sao về vấn đề này?